ruộng nước dừa luôn hả? Độc lạ vậy. Dạ chào mọi người nha, hôm nay thì buổi sáng á, mình thức dậy và phòng dọn của mình bắt đầu đi ra ngoài Trà Nổi đó, thì giờ mình sẽ quay hành trình mình đi cùng với mọi người cho mọi người ha. Đó, đi chung với mấy anh nữa nè. Đây nói chung là trước 9 giờ cứ đi đi. Đẹp quá ha. Ôi mình nói giống như diễn viên vậy. Giờ mình sẽ tiếp tục đi ra ngoài ghe hả? Thú vị quá ha. Bữa nay mình được đi ghe nhiều trải nghiệm nhiều ghê luôn á chị. Nay chị Nhã dẫn đoàn đi nha. Ây da, ây da. Trời ơi, chiếc ghe này hả? Nhỏ hơn. Ờ, nhà tối chiếc bự hơn. Ờ. Khoan con. Tối chiếc bự hơn. Tối mình còn đi vòng vòng nữa. Chứ còn này đi ra hẳn đó. Rồi leo lên đi anh 5 phút. Tối có nhạc sống luôn á chị. Có cái lò. Có cái lò hát luôn á. Trời ơi. Ơi. Chị ơi, chiếc này nó nhỏ hơn mùa qua nha. Chiếc này nó nhỏ hơn mùa qua. Ờ, chiếc này không có cao kê nha. Có cao kê không? Chiếc này có cao kê mới được. Không có cao kê sao chị Lan quẩy? Dạ. Bạn hết áo phao vô, cô mới che cho được cô chú ơi. Mọi người ơi. Có không biết bơi nên còn phải mặc. ai biết lội thôi. Biết bơi không? Biết bơi thôi, bọn này biết bơi thả ra cho nó. Đó, bên mình đi được hay không? Đâu có mẹt đâu. Biết bơi không? Mẹt đi, anh cứ mẹt đi. Ai cứ mẹt đi. Ai không biết bơi, anh cứ mẹt đi. Hối ra đâu. Chơi đâu, chơi tôi. Biết bơi không? Tôi sợ không, khỏi kiếm bơi. Vui quá. Nó nhỏ nhỏ gì mà nó vui. Trời ơi chị ơi đừng làm. Không đi chơi mà chạy. Tới mình du lịch gặp bạn, bạn du lịch. Dạ hôm nay mình với mọi người anh Nam thuê chiếc thuyền, chiếc đò này ha. Đi ra ngoài Chợ Lớn, Chợ Nổi. Tới rồi đẹp không anh? Dạ tới rồi, qua cầu này nữa là tới Trà Nổi á.
đó cô ơi, không mua đâu cô ơi. Thảo về đi, Thảo về đi con đi nè, Thảo về đi con đi nè. Dạ khoan để cho người ta chạy lên cái người ta mới gửi về được. Ồ, vú sữa kìa. Thảo quá vậy. Ôi my friend. My friend, my friend. Cho mình tới 8:30 là về tới bến luôn á. 7 giờ. Mới có 7 giờ à. 7 giờ là con ghé cho mình ăn sáng, ghé cho mình tham quan điểm là về tới bến là đúng là 8:20, 8:30. Ok. Cảm ơn. Bến 8:30 luôn. Tới 9 giờ luôn mà. 8 giờ là 8 đứa. Giờ còn lâu lắm. Dạ, trời nổi trời ăn mọi người ơi. Đó, tuyệt vời. Đây là đầu tiên mình đi tham quan trời nổi trời ăn. Hủ tiếu bánh canh, nó có bánh canh, hủ tiếu bánh canh,
Ông quên đó. Bánh mì không? Ừ, bánh mì không? Bánh canh với lại bún riêu. À, bún riêu. Đây khoan, đem lấy giấy em lao. Đây sẽ bánh canh chín rồi. Đó, có bánh mì không em? Em. Bánh mì á? Bún riêu, bánh canh, bún riêu. Đừng có hỏi nhiều nữa. Nói chờ ngon luôn, bánh canh trên chợ nổi. Chỉ có 3 lựa chọn thôi. Thôi ăn trên ghe luôn. Ba lựa chọn thôi. Ủa lấy giấy đi. Không phải ăn chung bả đi là sao mà uống cà phê đòi. Em lấy không? Em lấy trên thị trường. Chị lấy xem. Ngon quá. Ngon. Ngon chị. Cà phê đi đâu rồi? Chị quay xa xa, chị quay gần lại nó ăn nó bự lắm á, cho nó là bự lắm á. Của ai nữa đây? Của em. Anh em. Rồi hai tô hủ tiếu cậu với có lỡ không à? Ngon quá. Ngon lỡ không? Dạ không. Ăn cho ngon ngon Dương. Ngon quá chị. Ngon lắm hả? Ngon. Chín chín. Ngon chị. Chị không em thấy thấy ít bánh nhưng mà tại có giá nhiều. Lấy xương kia ta lấy xương. Nó chơi bắp luôn nè. Chỗ nào? Chỗ nào? Ngon. Ngon chị ơi. Ngon, ngon hơn tới chỗ nào mình đang. Ngon quá không? Chị biết. Biết rồi, kêu rồi. Đời ngồi chờ đi, ăn chay từ từ ăn. Ăn chay từ từ ăn đừng thối. Mì gói chín xong đó. Đây, trải nghiệm lần đầu ăn sáng ở chợ nổi cái răng rất là ngon luôn á. Ngon cực kỳ. Ngon quá ha. Ủa, miếng nữa hả? Không, anh ơi, miếng hả? Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon không cô? Ngon, 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 ngon. Ngon, ngon. Ngon không vậy? Ngon. Đó. Đây là gì, bánh canh luôn hả? Bánh canh. Còn bên đây là hủ tiếu. Tiếu miếng. Giờ đây là lần đầu tiên mình đi ăn bánh canh trải nghiệm ăn sáng ở trên ghe ở ngoài chợ nổi cái răng á. Mình thấy ở đây bán rất là ngon ha. Nói chung là nước thì mình thấy nó nhiều, nước lèo thì nó rất là ngon, bánh thì nó ít, mà mình thấy rất là vừa ăn. Mọi người mà có đến chợ nổi cái răng thì có thể thử trải nghiệm ha. Đây có cô Tâm, cô Tâm ăn gì vậy? Cô Tâm ăn bánh canh ha. Ngon ha. Cô thấy ngon mà. Cũng ngon mà hủ tiếu dai, hủ tiếu dai hủ tiếu rất, rất ngon. Dạ dạ. Ủa, hủ tiếu vàng mà. Dài. Ngon quá. Đó đây là mình đang ở chợ nổi cái răng. Đó là người ta buôn bán trên ghe luôn rồi mọi người. Nhìn rất là tấp nập, rất là vui ha. Ghe tàu thì qua lại quá trời luôn. Chó trên chiếc ghe luôn kìa. Mua bán trên sông. Rồi, bán sầu riêng luôn kìa. Wow. Sầu riêng. Đây là sầu riêng với sữa nữa mọi người. Đây hiện giờ mình đang có mặt tại chợ nổi cái răng á, thì mọi người mình đang ăn sáng ở trên ghe phía trước kìa. Thì ở đây có thể uống cà phê này, có thể bán rất là nhiều đồ ha. Đó, đây mình thấy rất là vui trải nghiệm chợ nổi cái răng. Đây xe ghe tàu người ta qua lại người ta bán rất là nhiều, và mình đậu đang đậu giữa sông ở trên ghe luôn mọi người. Đó, mình thích ăn cái gì thì trong vòng có chỗ bán á, người ta bán cái gì thường là người ta treo lên cái đó. Đó, mình thấy chiếc ghe phía trước mình là đây người ta bán khoai lang. Trải nghiệm đi tàu du lịch Giang và chợ nổi cái răng.
cây xăng luôn kìa. Ủa giờ chở mình đi đâu ta? Về hả? À. Giờ mới có. Ôi giờ hả? Vui. Ôi vui quá xá lạ. Trải nghiệm đi chờ nổi ca. Có vữa sầu riêng luôn hả? Đây. Bắt đầu là đoàn của mình ghé vô đây tham quan đặc sản hả? Đây. Ủa cả vào mặt luôn đi. Mặc luôn hả? Đúng rồi. Đang ở dưới là cá mắc cạn trên bờ vậy đó. Cởi áo phao ra mới được đi. Lực quá. Lên mình có lên mình không lên cũng được. Thôi phát từ từ mày. Ta lên đi. Dạ lên đi chị. Đã đại đi anh ơi, đã đại với đi anh ơi, nó chưa gắt vậy à. Không sao đâu, mình đi lên. Nắm đi chưa. Ba nãy con lên trước. Đâu có, mày phải dắt đi chậm. Có người lên đây dắt mà. Nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Ủa đi đường nào vậy? Mày hả? Nhìn xa xa. Nhìn xa xa. Wow, vui vậy. Quá vui luôn á. Hãy sờ bánh bía hả? Trời vui vậy. Cô rắn nước. Quầy dùng ngủ. Chỗ bán đặc sản truyền thống. Đẹp chứ gì. Ô cái này được nè, em mua về burger mà. Làm cực lắm. Nhưng mà lúc dưới em cũng mua này. Đặc sắc quá. Đẹp á. Con nắng nó đẹp đấy. Đẹp quá ha. Cái này là cái đồ để tắm hả? À, đồ để tắm. Đồ cái đó là gì chị? Đồ để tắm luôn. Đẹp quá ha. Đây đồ gạt tàu thuốc nè. Đẹp mà. À, gạt tàu thuốc. 100.000. Thank you.
quán nước thôi. Rồi tàu ghé là chạy qua lại. Dừa luôn hả? Độc lạ vậy? Rượu nước dừa. Nước dừa mà làm rượu được hả ta? Thì nó có đường thì nó lên men. Của chị.